Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trước mặt chúng ta đây thì là phiên bản Toyota Vios phiên bản E CVT màu vàng cát, thì màu này cũng là màu thông dụng nhất, nên là nhiều anh chị hỏi em muốn xem cái video thực tế về xe ở showroom thì xem em vừa về, tiện xem vừa về em cũng chuẩn bị giao khách thì em sẽ quay cho anh chị cận cảnh về chiếc Toyota Vios E CVT này. Thì E CVT được trang bị cụm đèn halogen projector, nó tương đương gần như là giống 100% so với bản G năm 2020. Tuy nhiên là bản E thì được trang bị 3 túi khí và đề nổ thì vẫn là đề nổ bằng chìa khóa vậy. Tuy nhiên là cái tháng 11 năm 2021 này, nếu anh chị đặt xe thì sẽ được ưu đãi kép về thuế, nên là xe bên em chỉ giao được đến cuối tháng 11. Anh chị tham khảo xe sớm và muốn lịch xe màu sắc như thế nào thì có thể alo em sẽ báo giá cho anh chị nó chuẩn xác nhất. Bản E hiện tại bên em giá niêm yết là 531 triệu và ưu đãi hiện tại là 50 triệu cả tiền mặt và phụ kiện, có thể quy đổi sang tiền mặt. Cụ thể như thế nào thì em sẽ trao đổi với anh chị qua điện thoại xem cái nhu cầu đi xe của nhà mình như thế nào, thì em sẽ tặng những cái đồ nó thiết thực nhất, và ngoài ra thì em sẽ trừ toàn bộ vào tiền mặt cho mình. La răng 15 inch ạ. Xe thì chỉ được trang bị cảm biến sau, không có cảm biến trước. Nội thất là màu be, còn nội thất của bản số sàn sẽ là màu đen. La răng bản 2021 được thay đổi so với bản 2020 là được là la răng phay xước, còn bản 2020 là bản la răng đúc. Còn kích thước la răng vẫn vậy, không thay đổi. Bên cạnh chiếc Vios màu bản E số tự động màu vàng cát này thì sẽ là phiên bản E CVT màu trắng. Màu trắng ngọc trai thì sẽ cao hơn các màu khác 8 triệu, còn những cái màu vàng cát hay màu trắng thường hay màu đen thì sẽ có giá ngang nhau là 531. Còn màu trắng ngọc trai trước mặt chúng ta đây thì là 539 triệu. Còn ưu đãi thì như nhau, thuế như nhau ạ. Xe thì bên em khá đủ màu để trưng bày. Còn nếu anh chị nào muốn xem xe thực tế và lái thử xe, bên em có xe Vios lái thử xe tại đại lý, thì có thể liên hệ giúp em qua hotline, em sẽ đăng ký lái thử xe cho anh chị. Trong khuôn khổ video em giới thiệu nhanh, còn nếu mà anh chị cần tham khảo hay cần thêm thông tin gì, em xin phép hẹn ở video sau hoặc là liên hệ giúp em qua số hotline. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.